Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like, chia sẻ video này để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Việt Nam lại gây chấn động thế giới khi khai hỏa tên lửa S-300 hủy diệt khiến cho Trung Quốc phải sợ tái mặt. Xin chào các bạn khán giả yêu quý của kênh Trung Quốc hôm nay. Các bạn thân mến, chúng ta đều biết rằng bảo vệ chủ quyền biển đảo từ lâu đã là một vấn đề cấp thiết. Đặc biệt, mọi động thái đến từ anh bạn láng giềng Trung Quốc xưa nay vẫn luôn là những đề tài nhạy cảm, mang đến nhiều tranh cãi. Và có thể bạn chưa biết, lợi dụng bối cảnh đại dịch hoành hành từ năm ngoái đến nay, không quân của nước này liên tục đẩy mạnh các hoạt động đáng quan ngại ở Biển Đông. Thế giới chuyên gia phân tích quân sự, Bắc Kinh đang nuôi ý đồ xây dựng năng lực tác chiến tổng lực ở vùng biển này. Trong bối cảnh căng thẳng đó, việc mà các quốc gia kề cận cải tạo vũ khí, tiến hành nhiều hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ của mình là điều dễ hiểu và nước ta cũng không phải là quốc gia ngoại lệ. Ngay từ đầu năm, Việt Nam đã khai hỏa dòng thần S-300 cực khủng, đã khiến cho Trung Quốc phải toát mồ hôi hột. Cụ thể ra sao, uy lực của tên lửa khét tiếng này ra như thế nào? Hãy để cho kênh Trung Quốc hôm nay giải đáp thắc mắc cho các bạn trong video ngày hôm nay nhé. Trước hết thì chúng ta sẽ thông tin thêm cho các bạn về huyền thoại tên lửa này. S-300 là họ hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa xôi do tổ hợp NPL AMA nghiên cứu phát triển và được Liên Xô triển khai lần đầu vào cuối những năm 1970. Ở bản gốc, tên lửa này được sử dụng để đánh chặn các phương tiện tập kích đường không như máy bay, tên lửa có cánh và tên lửa hành trình. Tuy nhiên thì các phiên bản gần đây như S-300 còn bản năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, máy bay tiêm kích tàng hình và các mục tiêu bay thấp. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự bốn phương, đây là một trong những hệ thống tên lửa phòng không đánh chặn hiệu quả hàng đầu thế giới. Và nếu như so sánh với tên lửa Patriot của Mỹ, thì S-300 sẽ ăn đứt ở 3 điểm quan trọng. Trước hết, thời gian triển khai chiến đấu của S-300 ngắn hơn 5 phút so với 15 phút. Bên cạnh đó, thì dòng thần của Nga có phương thức phóng thẳng đứng, điều khiển được cùng lúc 2 tên lửa đến một mục tiêu. Và trong khi đó thì Patriot với chiều phóng nghiêng chỉ điều khiển được một mà thôi. Đặc biệt, tỷ lệ bắn hạ mục tiêu của S-300 luôn được các chuyên gia quân sự hết lời khen ngợi. Theo tạp chí Zen thì mỗi hệ thống S-300 tiêu chuẩn có thể đồng thời theo dõi đến 120 mục tiêu và xử lý được từ 12 cho đến 36 chiếc trong số đó, tùy vào loại mục tiêu và số bệ phóng nó được tích hợp. Ở những phiên bản S-300 PMU-1 và 2 mới ra mắt, khả năng của radar được tăng cường giúp nó theo dõi đến 300 mục tiêu và xử lý cùng lúc tới 72 vật thể bay xâm phạm. Còn ở các phiên bản hiện tại thì S-300 được trang bị cùng lúc nhiều loại radar tối tân, trong đó bao gồm có đài radar trinh sát tầm xa như là 64L6E, 96L6E và 36D6 giúp phát hiện mục tiêu ở cự ly xa tới 360 km. Ngoài ra, đồng hành cùng với tên lửa còn có radar trinh sát độ cao thấp là 76N6, radar điều khiển hỏa lực 30N6E sử dụng để dẫn đường, điều khiển và radar dẫn đường bắn chủ động giai đoạn cuối. Để chuẩn bị cho một đòn tấn công thì các radar giám sát tầm xa trên S-300 sẽ xác định mục tiêu và chuyển tiếp thông tin về các xe chỉ huy để tiến hành đánh giá cũng như là phân tích. Sau khi hoàn thành và xác nhận, xe chỉ huy sẽ gửi lệnh bắn tới radar điều khiển hỏa lực. Bước tiếp theo thì các xe phóng ở tình trạng sẵn sàng với khoảng cách đến mục tiêu phù hợp nhất sẽ nhận lệnh khai hỏa tên lửa vào mục tiêu. Trong trường hợp mục tiêu là các máy bay tối tân bậc nhất thế giới thì các tổ hợp S-300 có thể tấn công mục tiêu bằng cách là phóng liên tiếp 2 tên lửa để tăng cường độ chính xác. Tên lửa đầu tiên sẽ được phóng bởi trắc thủ, trong khi tên lửa thứ hai sẽ được máy tính phóng tự động. Các chuyên gia quân sự còn phân tích thêm, cho dù hệ thống S-300 được triển khai ở bất cứ đâu đi chăng nữa, nó đều trở thành cơn ác mộng với mọi thiết bị bay, kể cả là hiện đại nhất. Nó là một con quái vật mà không ai muốn lại gần. Darry Best đã dẫn lời bình luận của một phi công thuộc đơn vị Thủy quân lục chiến Mỹ về hệ thống tên lửa như vậy. Và bây giờ thì chúng mình hãy cùng chiêm ngưỡng khoảnh khắc Việt Nam khai hỏa thành công dòng thần S-300. Đây là một đoạn video hiếm hoi tiết lộ về huyền thoại tên lửa này và được An ninh Thủ đô đăng tải. Trước hết thì chúng tôi cũng sẽ đưa các bạn dạo quanh một vòng hệ thống tên lửa S-300 của Việt Nam. Đầu tiên đây là radar cảnh giới nhìn vòng 64N6 với thời gian triển khai là 5 phút.
nó có thể phát hiện đồng thời 200 mục tiêu trong cự ly lên đến 300 km. Tiếp theo thì chúng ta cũng đang được chiêm ngưỡng đài điều khiển hỏa lực 36N6E. Đài được coi là trái tim của tổ hợp tên lửa phòng không S-300. Nó có khả năng thấm sát mục tiêu ở cự ly tối đa đến 200 km. Mỗi đài điều khiển kiểm soát 4 xe, phóng trong thời gian cũng chỉ vỏn vẹn là 5 phút. Chúng có thể theo dõi đồng thời 100 mục tiêu, với vận tốc là Tesla cũng phải chào thua, 30 đến 2.800 m/s. Ngoài ra thì đài điều khiển còn có nhiệm vụ là dẫn đường 12 tên lửa để tấn công 6 mục tiêu. Trên màn hình ảnh thì đây chính là cảnh giới nhìn vòng 96L6E. Nó có khả năng phát hiện 100 mục tiêu bao gồm các vật thể bay từ máy bay tới tên lửa hành trình trong tầm trinh sát là 300 km. Vâng, đó chính là đài vô tuyến ngoại vi cùng với tháp 40V6MR, hạng nâng anten của radar là 30N6E. Còn đây là radar giám sát 3D76N6 có độ cao là 450m, phát hiện được mục tiêu trong khoảng là 93 cây số, đi qua một số bộ phận của hệ thống S-300, như vậy là đủ. Chúng ta đang được chuyển sang giai đoạn nạp đạn tên lửa, và việc vận hành tổ hợp S-300 đòi hỏi quá trình học tập làm chủ rất là nghiêm ngặt, bởi đây là vũ khí rất mạnh song cũng vô cùng phức tạp. Sau khi mà sở chỉ huy tác chiến hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta tiến hành ngụy trang khí tài và đưa tên lửa tới điểm khai hỏa. Các loại đạn chủ yếu của S-300 gồm có đạn 5V55R, tầm bắn là 90 km, dùng hệ dẫn đường radar bắn chủ động, và 48N6E có tầm bắn là 150 km, dẫn đường là TPM. Ngoài ra thì nó có khả năng triển khai hai loại tên lửa đời mới là 9M96E1, tầm bắn là 40 km, và đường dẫn radar chủ động là 9M96E2, tầm bắn là 120 km, dẫn đường ra đảo chủ động. Và trước mắt các bạn chính là thời khắc mà chúng ta đã đón chờ từ lâu. Tên lửa S-300 sẵn sàng khai hỏa. Những viên đạn đã được phóng lên cao, oanh tạc cả một vùng trời, mang theo biết bao nhiêu hy vọng về tương lai quân sự của Tổ quốc. Thế nhưng có một sự thật là Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng để khai hỏa dòng thần S-300 từ nhiều năm trước. Những kiếp trắc thủ S-300 đầu tiên của nước ta đã bắn đạn thật khi mà đi học, chuyển loại và tiếp nhận vũ khí mới ở Nga theo hợp đồng đã ký, gồm cả chuyển giao vũ khí, khí tài và đào tạo tranh thủ, trong đó bắn đạn thật vừa để nghiệm thu khí tài và vừa được coi là một bài thực hành cuối khóa để bắt buộc với bất kỳ học viên nào. Khi ấy thì các kiếp trắc thủ Việt Nam mới là lần đầu được làm quen với khí tài tên lửa phòng không tầm xa tối tân bậc nhất thế giới. Thế nhưng họ đã xuất sắc diệt được mục tiêu trong những bài bắn có độ khó cao. Điều đó khiến cho các giáo viên của người Nga và chỉ huy trưởng bắn cũng phải hết sức khen ngợi. Ekip trắc thủ đã thể hiện được bản lĩnh của người Việt và viết tiếp truyền thống của bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam là ra quân đánh thắng trận đầu, diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu, và thế hệ cha anh đã dày công gây dựng và vun đắp. Nhắc đến sẵn sàng là phải nhắc đến việc các đơn vị được trang bị tổ hợp tên lửa S-300 đều thường xuyên luyện tập, đã vươn lên làm chủ hoàn toàn vũ khí trang bị hiện đại. Tuy chưa bắn đạn thật nhưng với khí tài mô phỏng, họ vẫn đều đặn thực hành các bài bắn, và bên cạnh đó thì các đơn vị S-300 đều tích cực huấn luyện thành thục, khai thác tối đa tính năng triển khai, thu hồi nhanh của khí tài và chú trọng hành quân dã ngoại, nhất là trong điều kiện đêm tối. Điều này đã được chứng minh bằng những hành động cụ thể. Trong những năm gần đây, mỗi lần mà quân chủng phòng không không quân tổ chức bắn đạn thật thì S-300 thường tham gia, qua đó nâng cao trình độ của từng vị trí, cũng như là trình độ hiệp đồng phối hợp với tất cả các thành viên trong kíp chiến đấu tên lửa S-300. Đồng thời, những thiếu sót, hạn chế bộc lộ qua những dịp này sẽ được phát hiện và uốn nắn khắc phục kịp thời. Điều đó góp phần đưa trình độ làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại của nước ta đi vào thực chất và ở tầm cao mới. Mặc dù không tham gia bắn đạn thật và thường đứng triển khai ở cách trường bắn vài chục km, thế nhưng sự xuất hiện của S-300 trong mỗi lần hội bắn của quân chủng đã khiến cho không khí của ngày hội trở nên náo nhiệt hơn. Vậy thì tại sao S-300 không triển khai ngay tại trường bắn mà lại đứng cách đó vài chục km? Câu trả lời đó là vì trường bắn của ta chưa đủ rộng để khí tài tên lửa tầm xa như S-300 có thể bố trí, mà phải ở xa thì mới kiểm tra được thực tế. Tính năng của tổ hợp S-300 được thiết kế cho nhiệm vụ phòng chống các cuộc tiến công đường không ồ ạt ở mọi độ cao và tốc độ chiến đấu, cũng như là hoạt động chế áp điện tử của các phương tiện chiến đấu đường không hiện tại và thế hệ mới của đối phương.
nó có thể tiêu diệt các mục tiêu bay như máy bay chiến đấu các loại, vũ khí tấn công tầng thấp, tên lửa hành trình chiến lược, các loại tên lửa đường đạn chiến thuật, chiến dịch hay là tên lửa đường đạn hoạt động trong tầng khí quyển. Được biết, mỗi quả đạn của S-300 có giá lên tới trên 1 triệu đô, khá là tốn kém, nhưng chỉ có bắn đạn thật mới đánh giá được hết chất lượng của công tác huấn luyện. Vậy nên sở dĩ bộ đội tên lửa S-300 ít khi thực hiện bắn đạn thật là vì lý do trường bắn của ta không đủ lớn về chiều sâu so với tầm bắn rất xa của S-300. Bên cạnh đó thì các loại UAV mục tiêu của ta, thông số kỹ thuật còn hạn chế về tốc độ, về tầm bay, trần bay, khiến cho việc đóng giả máy bay của địch để làm mục tiêu cho S-300 là không tương xứng, khó phát huy hết khả năng của S-300. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây thì Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân đã chế tạo thành công mục tiêu cho tên lửa S-300. Với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ quốc phòng nội địa thì Việt Nam đã phát triển nhiều loại UAV làm bia bay mục tiêu cùng với cả bia bay đóng giả tên lửa hành trình. Như vậy thì chúng ta có thể có được một mục tiêu tương xứng cho S-300 tấn công. Hiện thì Trung đoàn 64, Sư đoàn 361 và Trung đoàn 93, Sư đoàn 367 là hai đơn vị duy nhất trong toàn quân chủng phòng không không quân được trang bị các tổ hợp tên lửa phòng không S-300. Nhờ đó chúng ta có thể mở ra cơ hội và tạo nên tiền đề trong tương lai, các kíp trắc thủ S-300 sẽ được thực hành, luyện tập và bắn đạn thật trong thời gian hợp lý nhất. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, vui lòng hãy để lại trong phần comment ở phía bên dưới hoặc viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa, Thùy Trâm xin thay mặt cho ekip làm chương trình, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.